Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị diễn văn của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào sáng mùng 7 tháng 1 hôm qua. Sau cùng, sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Khung cảnh xã hội của Kitô giáo trong hai thế kỷ đầu tiên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng giáo hội chính thống Copt ở Ai Cập nhân dịp thánh hiến nhà thờ chính tòa mới ở thủ đô Cairo và nhân lễ Giáng sinh chùa Chủ nhật mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Nhà thờ chính tòa mới có hình dáng như con tàu Noe tượng trưng giáo hội, được xây tại thủ đô hành chánh mới của Ai Cập. Cách thủ đô Cairo hiện nay 45 cây số về hướng đông, có thể đón nhận 8.200 tín hữu, và đây là thánh đường Kitô lớn nhất ở vùng Trung Đông. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cũng đóng góp 100.000 bảng Ai Cập, tương đương với 6.000 Mỹ kim cho công trình kiến thiết. Trong tháng Giêng này sẽ có lễ khánh thành đền thờ Hồi giáo lớn nhất Ai Cập, không xa nhà thờ chính tòa mới của chính thống Cốp. Trong lễ khánh thành nhà thờ chính tòa Cốp chiều ngày 6 tháng Giêng vừa qua và cũng là lễ Giáng sinh theo niên lịch Juliano, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập. Trong sứ điệp video được chiếu nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco nói: Anh chị em thân mến, xin chúc mừng anh chị em nhân lễ Giáng sinh và năm mới. Tôi vui mừng chào thăm tất cả anh chị em nhân dịp thánh hiến nhà thờ chính tòa mới, nhà thờ Giáng sinh được xây cất tại tân thủ đô hành chánh mới. Xin vua hòa bình ban cho Ai Cập, Trung Đông và toàn thế giới hồng ân hòa bình và thịnh vượng. Tôi đặc biệt chào thăm người anh em rất quý mến của tôi, Đức Thượng Phụ Tawaros thứ hai và Giáo hội Chính thống Cốp yêu quý, đã biết nêu chứng tá đức tin và đức ái cả trong những lúc khó khăn nhất. Anh chị em rất thân mến, anh chị em đã có những vị tử đạo mang lại sức mạnh cho đức tin của anh chị em. Cảm ơn anh chị em vì gương lành. Tôi gửi lời trân trọng kính chào chính phủ Ai Cập và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Ước gì trong nhà thờ chính tòa mới, việc phụng tự luôn được dâng lên Thiên Chúa trên trời cao và làm cho phúc lành và an bình xuống trên trái đất cho tất cả những người Thiên Chúa yêu thương. Chúc mừng Giáng sinh! Trong thánh lễ, cộng đoàn tín hữu không quên cầu nguyện cho một nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong lúc tháo gỡ một quả bom do một tên khủng bố gài cạnh một thánh đường chính thống Cốp ở thủ đô Cairo hôm trước đó mùng 5 tháng 1. New Delhi, khóa họp toàn thể thứ 31 của Hội đồng Giáo mục Công giáo Latin tại Ấn Độ sẽ tiến hành từ ngày hôm nay mùng 8 đến 14 tháng Giêng tới đây tại thành phố Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn, về chủ đề Niềm vui phúc âm. Đây cũng là tựa đề tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco về sứ mạng hàng đầu trong việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Linh mục Stephen Alatara, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn, cho biết với chủ đề vừa nói, các giám mục sẽ đề ra chương trình hành động để đẩy mạnh sứ mạng yêu thương và từ bi của giáo hội ở cấp độ giáo phận và giáo xứ. Khóa họp sẽ khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục John Baptista Di Quattro, sứ thần tòa thánh tại Ấn và Nepal chủ sự. Sau đó, Đức Hồng y Osvan Gracias, Chủ tịch Hội đồng giám mục, sẽ chủ tọa phiên họp khai mạc. Một số diễn giả, kể cả một nữ tu và một giáo dân, sẽ thuyết trình gợi ý cho các giám mục về nhiều khía cạnh và cách thức thăng tiến niềm vui phúc âm trong giáo hội tại Ấn. Ngoài ra, đại hội cũng cứu xét tình hình hiện tại của giáo hội tại Ấn. 14 ủy ban và 3 phân bộ của Hội đồng giám mục sẽ tường trình hoạt động trong 2 năm qua.
Trong khóa họp, các giám mục cũng sẽ bầu lại vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Latin và các vị trách nhiệm các ủy ban với nhiệm kỳ là 2 năm. Hội đồng Giám mục Ấn Độ Nghi lễ Latin hiện có 132 giáo phận với 189 giám mục và là hội đồng đông nhất tại Á Châu, đứng thứ tư trong số các hội đồng giám mục công giáo trên thế giới. Giáo hội công giáo tại Ấn gồm 3 nghi lễ Latin Siro Malaba và Siro Malankara, và mỗi nghi lễ có đoàn giám mục riêng. Giáo hội Siro Malaba có 31 giáo phận, trong khi giáo hội Siro Malankara có 11 giáo phận, tổng cộng là 174 giáo phận với 20 triệu tín hữu công giáo tại Ấn Độ. Ba nghi lễ họp thành một hội đồng giám mục chung và hiện do Đức Hồng Y Oswald Gracias làm chủ tịch. Ngài cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và là thành viên Hội đồng các Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài để chủ sự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Đài Loan lần thứ tư tại giáo phận Gia Nghĩa vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Thành phố Gia Nghĩa có khoảng 280.000 dân cư và cách thủ đô Đài Bắc 212 cây số về hướng nam. Giáo phận Gia Nghĩa chỉ có gần 18.000 tín hữu công giáo trên tổng số 1.600.000 dân cư. Roma, Đức Hồng Y Walter Brandmüller, nguyên giám đốc viện sử học của Tòa Thánh, phê bình thái độ thiên lệch và giả hình của dư luận quần chúng đối với những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Brandmüller, người Đức năm nay 90 tuổi, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Đức DPA, truyền đi ngày 4 tháng Giêng vừa qua, ngài nhận định rằng trong các cuộc thảo luận của công chúng về nạn lạm dụng tính dục, người ta quên hoặc là im lặng trước sự kiện 80% những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo có đối tượng là những người trẻ nam chứ không phải là trẻ em. Và các con số thống kê chứng tỏ rằng có một liên hệ giữa đồng tính luyến ái và sự lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng chỉ có một thiểu số rất nhỏ các linh mục phạm tội lạm dụng tính dục. Và theo Đức Hồng Y, xã hội nói chung thật là giả hình khi lên án những vụ lạm dụng do các linh mục. Ngài nói, những gì xảy ra trong giáo hội không là gì khác hơn những điều xảy ra trong xã hội nói chung. Theo Đức Hồng Y Brandmüller, vấn đề sâu xa hơn ở đây chính là xu hướng ngày càng tình dục hóa xã hội trong những thập niên gần đây. Và sì căng đan thực sự là giáo hội công giáo đã không khác biệt với phần còn lại của xã hội. Về phần Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 31 tháng 12 vừa qua, Ngài nói, những vụ lạm dụng tính dục do các nhân viên mục vụ và các đại diện giáo hội là một chương đau buồn trong giáo hội chúng ta. Chắc chắn là những vụ lạm dụng ấy cũng có trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng trong giáo hội, những vụ lạm dụng ấy xấu xa gấp đôi, vì khi hai lĩnh vực thâm sâu nhất của đời sống con người, tôn giáo và tính dục, lâm vào tình trạng xung đột với nhau, và khi sự lạm dụng này xảy ra dưới chiếc tán thánh thiện, thì tội ác lạm dụng tính dục kinh khủng gấp đôi. Vì thế giáo hội có ba nghĩa vụ. Trước tiên, các nạn nhân phải được chúng ta yêu mến và giúp đỡ. Tiếp đến, đứng trước tội nặng như thế, cần phải áp dụng nguyên tắc tuyệt đối không dung thứ. Thứ ba, cần phải hết sức quan tâm đến việc phòng ngừa để những tội ác như thế không thể tái diễn trong giáo hội chúng ta. Vatican, trong năm 2019 này, 10 Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi và không còn quyền tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng nữa. 10 Hồng Y thuộc 9 quốc gia khác nhau, Mexico, Philippines, Hoa Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc, Ireland, Cộng hòa Dân chủ Congo, Italia và Ấn Độ. Trong số các Hồng Y vừa nói có Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, nguyên là bí thư riêng của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, và Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, nguyên giám mục Hồng Kông. Tính đến cuối năm 2018 vừa qua, Hồng Y đoàn có 224 vị thuộc 88 quốc gia, trong đó có 124 Hồng Y cử tri và 100 vị quá 80 tuổi.
vị cao niên nhất là Đức Hồng Y José de Jesús Pimiento Rodríguez, người Colombia, 100 tuổi, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1919. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Diodone Nzai Palanga, dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, ngày 51 tuổi, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1967. Như vậy, đến tháng 10 năm nay, nếu không có Hồng Y cử tri nào qua đời, thì sẽ có ít nhất là 6 chỗ trống trong Hồng Y đoàn dưới 80 tuổi. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe diễn văn của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào sáng mùng 7 tháng 1 hôm qua. Quý thính giả thân mến, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 7 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh cùng đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Ngoài ra cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội hiệp sĩ Malta. Có 89 vị đại sứ thường trú ở Roma và gần 100 vị khác từ các nhiệm sở khác cũng đến Vatican trong dịp này. Buổi tiếp kiến đoàn ngoại giao cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị tân niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là đại sứ nước Cyprus, ông George Pulid, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm và chúc mừng năm mới tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn. Ngài nhắc đến một số hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong năm vừa qua và khai triển một số yếu tố quan trọng trong các hoạt động chính trị quốc tế hiện nay như tôn trọng vị thế tối thượng của công lý và luật pháp, bảo vệ những người yếu thế nhất, trở thành cây cầu nối liền giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình, sau cùng là tái nghĩ đến vận mệnh chung của chúng ta. Trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các hoạt động của Tòa Thánh trong tương quan với các tổ chức quốc tế và một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ngài nói. In tale orizzonte si colloca pure il consolidamento delle relazioni tra la Santa Sede e il Vietnam. Trong chân trời ấy, cũng có sự củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam nhắm tới việc bổ nhiệm trong tương lai gần đây một vị đại diện thường trú của Tòa Thánh. Sự hiện diện của vị đại diện này trước tiên muốn biểu lộ mối quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô đối với giáo hội địa phương. Cũng phải hiểu tương tự như vậy, việc ký kết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục tại nước này ký ngày 22 tháng 9 năm ngoái. Như đã biết, hiệp định này là kết quả một cuộc đối thoại chính thức lâu dài và có cân nhắc. Qua đó, hai bên đã đạt tới việc ấn định một số yếu tố vững bền trong sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các chính quyền dân sự. Như tôi đã nhắc đến trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc và Giáo hội Hoàn Vũ, trước đó, tôi đã nhận cho hiệp thông với giáo hội một số giám mục công khai đã thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Đồng thời, tôi mời gọi các vị ấy hãy quảng đại hoạt động cho sự hòa giải các tín hữu Công giáo Trung Quốc và canh tân đà tín truyền giáo. Tôi cảm tạ Chúa vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tất cả các giám mục Trung Quốc đều hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô và với Giáo hội Hoàn Vũ. Một dấu chỉ cụ thể nói lên điều đó là có sự tham dự của hai giám mục từ Hoa Lục tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây về giới trẻ. Cầu mong việc tiếp tục các tiếp xúc về việc áp dụng hiệp định tạm thời sẽ góp phần giải quyết những vấn đề còn bỏ ngỏ và đảm bảo những không gian cần thiết để có một nền tự do tôn giáo thực sự. Trong phần kế tiếp của bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm đúng 100 năm Hội Quốc Liên được thành lập qua Hiệp ước Versailles ký ngày 28 tháng 6 năm 1919 tại Pháp. Sở dĩ ngài nhắc đến biến cố này
vì đây là khởi sự một nền ngoại giao đa phương ngày nay. Qua đó, các quốc gia cố gắng kéo các quan hệ song phương ra khỏi tiêu chuẩn đè nén dẫn tới chiến tranh. Ngài nhận xét rằng, những khó khăn của Hội Quốc Liên đưa tới một cuộc xung đột mới khốc liệt hơn, đó là Thế chiến thứ hai. Nhưng dầu sao nó cũng mở ra một con đường mới được theo đuổi một cách quyết liệt hơn với việc thành lập Liên Hợp Quốc hồi năm 1945. Đó là một con đường gặp nhiều khó khăn và xung khắc, không luôn luôn hữu hiệu vì rất tiếc ngày nay vẫn còn những cuộc xung đột. Nhưng dầu sao đó vẫn là một cơ hội không thể phủ nhận. Nhờ đó, các quốc gia có thể gặp nhau để tìm kiếm những giải pháp chung. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều kiện tiên quyết để nền ngoại giao đa phương được thành công là những người đối thoại phải có thiện chí và ý ngay, sẵn sàng chân thành và thành thực đối chiếu với nhau, có ý chí chấp nhận những nhượng bộ dung hợp không thể tránh được phát sinh từ sự đối chiếu giữa các phe. Nơi nào một trong những yếu tố vừa nói bị thiếu, thì người ta sẽ ưu tiên tìm kiếm những giải pháp đơn phương và xét cho cùng, đó là một sự áp bức của kẻ mạnh trên kẻ yếu. Hội Quốc Liên lâm vào tình trạng khủng hoảng cũng vì những lý do đó. Và đáng tiếc là ngày nay, những thái độ như thế cũng đang làm suy yếu sức mạnh của các tổ chức quốc tế chính yếu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi thấy điều quan trọng là ngày nay không được thiếu ý muốn có một sự đối chiếu thanh thản và xây dựng giữa các nước. Tuy rằng ai cũng thấy những tương quan giữa lòng cộng đồng quốc tế, hệ thống đa phương nói chung đang trải qua những thời điểm khó khăn với sự tái sinh những xu hướng quốc gia chủ nghĩa, đe dọa ơn gọi của các tổ chức quốc tế, vốn là môi trường đối thoại và gặp gỡ cho tất cả các nước. Một phần tình trạng này cũng vì sự thiếu khả năng của hệ thống đa phương trong việc cung cấp những giải pháp hữu hiệu cho những tình thế từ lâu không được giải quyết, như một số các cuộc xung đột bị đông lạnh, và tiếp đến là vì sự thiếu khả năng đương đầu với những thách đố hiện nay một cách thỏa đáng đối với mọi người. Đằng khác, tình trạng ấy cũng là kết quả của sự biến chuyển các chính sách quốc gia. Trong đó, càng ngày người ta càng tìm kiếm một sự đồng thuận nhất thời và phe phái, thay vì kiên nhẫn theo đuổi công ích với những giải pháp dài hạn. Ngoài ra, đó cũng là kết quả sự gia tăng các nhóm quyền lực và lợi lộc trong các tổ chức quốc tế. Các nhóm này áp đặt những quan điểm của họ, khơi lên những hình thức thực dân mới về ý thức hệ, nhiều khi không tôn trọng căn tính, phẩm giá và sự nhạy cảm của các dân tộc. Thêm vào đó, có một lý do khác nữa, đó là hậu quả của phản ứng tại một số miền trên thế giới chống lại một thứ hoàn cầu hóa phát triển quá mau lẹ và thiếu trật tự, do đó tạo nên căng thẳng giữa sự hoàn cầu hóa và địa phương hóa. Vì thế, cần để ý đến chiều kích hoàn cầu mà không quên chiều kích địa phương. Đứng trước ý tưởng một sự hoàn cầu hóa hình cầu, san bằng những khác biệt và trong đó những điểm đặc thù bị biến mất, những chủ nghĩa quốc gia dễ tái xuất hiện. Trong khi đó, sự hoàn cầu hóa cũng có thể là một cơ may nếu nó có nhiều cực, nghĩa là nếu nó cổ võ một sự căng thẳng tích cực giữa căn tính của mỗi dân tộc và quốc gia với chính sự hoàn cầu hóa theo nguyên tắc toàn thể thì trọng hơn là một phần. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một số thái độ trên đây gợi lại thời kỳ giữa hai thế chiến, trong đó những xu hướng mỹ dân và cá nhân chủ nghĩa, quốc gia chủ nghĩa thắng thế trỗi vượt trên hoạt động của Hội Quốc Liên. Ngày nay, sự tái xuất hiện những xu hướng đó đang dần dần làm suy yếu hệ thống đa phương, tạo nên một sự thiếu tín nhiệm chung, làm cho chính trị quốc tế bị mất uy tín và dần dần gạt ra ngoài lề những thành phần yếu thế nhất trong gia đình các dân nước. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha gợi lại những mục tiêu của nền ngoại giao đa phương, những đặc tính và các trách nhiệm của ngành ngoại giao này trong bối cảnh ngày nay, đó là vị thế tối thượng của công lý và luật pháp. Tiếp đến là bênh vực những người yếu thế nhất. Thứ ba là hệ thống ngoại giao đa phương phải là chiếc cầu nối liền giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình. Sau cùng là nghĩ lại vận mệnh chung của chúng ta.
trước tiên là vị thế tối thượng của công lý và luật pháp. Đức Thánh Cha nói, nguyên tắc chính là các tương quan giữa các dân tộc phải được điều hành do lý trí, công lý, luật pháp, thương thảo, chứ không phải bằng võ lực, bạo lực, chiến tranh và càng không phải bằng sự sợ hãi hoặc là lừa đảo. Trong thời đại chúng ta, điều đang gây lo âu là sự tái xuất hiện những xu hướng đề cao và theo đuổi những lợi ích riêng của quốc gia mà không sử dụng những phương thế mà công pháp quốc tế chủ định để giải quyết những tranh chấp và đảm bảo sự công lý và cả qua những tòa án quốc tế. Thái độ ấy nhiều khi là kết quả phản ứng của những người được kêu gọi lãnh nhận trách nhiệm cai trị đất nước đứng trước sự bất mãn ngày càng lan tràn nơi các công dân của nhiều nước. Họ coi những năng động và quy luật điều hành cộng đồng quốc tế là điều chậm chạp, trừu tượng và xét cho cùng, chúng xa lạ với nhu cầu thực sự của địa phương. Vì thế, điều thích hợp là các nhà chính trị lắng nghe tiếng nói của dân tộc mình và tìm kiếm những giải pháp cụ thể để tăng cường công ích của họ. Nhưng điều này đòi phải tôn trọng luật pháp và công lý giữa lòng cộng đồng quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế. Lý do vì những giải pháp phản ứng theo cảm xúc và vội vã tuy có thể gia tăng sự đồng thuận ngắn hạn nhưng chắc chắn sẽ không góp phần giải quyết những vấn đề sâu xa hơn, trái lại càng làm cho chúng gia tăng. Chính vì lý do đó, Đức Thánh Cha nói, tôi đã muốn dành sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 ngày 1 tháng Giêng năm nay để nói về đề tài nền chính trị tốt là phục vụ hòa bình, vì có một tương quan sâu xa giữa nền chính trị tốt và sự sống chung hòa bình giữa các dân nước. Hòa bình không bao giờ là một thiện ích bán phần nhưng bao trùm toàn thể nhân loại. Chính trị cần phải sáng suốt, nhìn xa trông rộng và không thu hẹp vào việc tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn. Nhà chính trị tốt không lo chiếm địa vị nhưng là khởi sự những tiến trình. Họ được mời gọi đề cao sự hiệp nhất trên xung đột, nơi căn bản của sự hiệp nhất có tình liên đới, được hiểu theo nghĩa sâu xa nhất và thách đố. Sự hiệp nhất như thế trở thành một lối xây dựng lịch sử, một lĩnh vực sinh tử. Trong đó, những xung đột căng thẳng và những đối nghịch có thể đạt tới một sự hiệp nhất đa dạng, sinh ra sự sống mới. Nhận định trên đây để ý đến chiều kích siêu việt của con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người là tiền đề không thể thiếu được để có sự sống chung hòa bình thực sự. Và luật pháp trở thành dụng cụ thiết yếu để đạt được công bằng xã hội và để nuôi dưỡng những tương quan huynh đệ giữa các dân tộc. Trong lĩnh vực này, các quyền con người được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền giữ một vai trò quan trọng, tuyên ngôn mà chúng ta mới kỷ niệm 70 năm công bố. Yếu tố thứ hai là bảo vệ những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói. Chúng tôi lên tiếng thay cho những người nghèo, người bị thiệt thòi, những người đau khổ, khao khát công lý, phẩm giá của cuộc sống, tự do, an sinh và tiến bộ. Giáo hội vẫn luôn dấn thân trong việc cứu giúp những người túng thiếu và chính tòa thánh trong những năm qua đã cố vỏ nhiều dự án bên đỡ những người yếu thế nhất. Những dự án ấy cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều chủ thể quốc tế. Trong số những dự án đó, tôi muốn trưng dẫn sáng kiến nhân đạo tại Ukraine hỗ trợ dân chúng đang đau khổ, nhất là tại miền đông của nước này, vì cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua và có những biến chuyển đáng lo âu gần đây trong Biển Đen. Nhờ sự tham gia tích cực của các giáo hội công giáo ở Âu Châu và của các tín hữu tại các miền khác trên thế giới, theo lời kêu gọi của tôi hồi tháng 5 năm 2016, cùng với sự cộng tác của các cộng đoàn giáo hội khác và các tổ chức quốc tế, họ đã quyên góp để đáp ứng một cách cụ thể những nhu cầu thiết yếu của người dân tại những vùng bị nạn, là những nạn nhân đầu tiên của chiến tranh. Giáo hội và các tổ chức của mình sẽ tiếp tục sứ mạng này với chủ ý thu hút sự quan tâm nhiều hơn về các vấn đề nhân đạo khác, trong đó có số phận của đông đảo các tù nhân. Qua hoạt động và sự gần gũi dân chúng, giáo hội tìm cách khuyến khích, trực tiếp hoặc gián tiếp, những con đường ôn hòa để giải quyết xung đột, những con đường tôn trọng công lý và luật pháp, kể cả công pháp quốc tế, là nền tảng an ninh và sự sống chung trong toàn vùng.
Với mục tiêu ấy, thật là điều quan trọng các văn kiện đảm bảo việc tự do hành đạo. Về phần mình, cả cộng đồng quốc tế với các tổ chức liên hệ cũng được kêu gọi lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Trong số những người không có tiếng nói hiện nay, tôi muốn nhắc đến các nạn nhân các cuộc chiến tranh đang diễn ra, đặc biệt là tại Syria với vô số người chết. Một lần nữa tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột mà trong đó, xét cho cùng, người ta chỉ thấy những người chiến bại. Đặc biệt, điều căn bản là chấm dứt những vụ vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo đang gây đau khổ khôn tả cho các thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Những vụ tấn kích các cơ cấu thiết yếu như các nhà thương, trường học, các trại tị nạn và cả các cơ sở tôn giáo. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến bao nhiêu người tị nạn do cuộc xung đột ở Syria gây ra, gây thử thách cam go cho các nước láng giềng. Ngài đặc biệt nói đến tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông, nạn nhân của bất an xung đột. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là các tín hữu Kitô có một chỗ đứng trong tương lai của miền này, và vì thế tôi khuyến khích những người đã tị nạn tại các nơi khác hãy cố gắng hết sức để hồi hương và tái lập các mối liên hệ với các cộng đoàn nguyên quán. Tôi cũng cầu mong các chính quyền bảo đảm an ninh cần thiết cho các tín hữu Kitô và những điều kiện khác để họ có thể tiếp tục sống tại những quốc gia, trong đó họ là những công dân với đầy đủ mọi danh nghĩa, góp phần vào việc xây dựng đất nước. Cũng trong số những người yếu thế cần được cộng đồng quốc tế bảo vệ, Đức Thánh Cha lưu ý đến những người di dân và tị nạn. Ngài nói, một lần nữa tôi muốn lưu ý các chính phủ, xin họ giúp đỡ những người phải xuất cư vì nạn nghèo đói, vì mọi thứ bạo lực và bách hại, cũng như vì thiên tai, những đảo lộn về khí hậu. Xin các chính phủ tạo điều kiện dễ dàng cho những biện pháp giúp họ hội nhập vào đời sống xã hội tại các nếp tiếp cư. Cũng cần cố gắng để dân chúng không bị bó buộc phải bỏ gia đình và đất nước, hoặc để họ có thể hồi hương trong an ninh, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá và các nhân quyền của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những người yếu thế khác cần được trợ giúp, đó là những người trẻ đang mơ ước một nhân loại tốt đẹp hơn, những người trẻ nhiều khi cảm thấy bị lạc hướng và không có những chắc chắn về tương lai, như Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 15 đã quan tâm bàn đến. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến các trẻ em và tệ nạn các em bị lạm dụng. Ngài nói, trong dịp này, tôi không thể im lặng trước một trong những tai ương thời nay, rất tiếc là cũng có những thành phần của hàng giáo sĩ giữ vai chính trong đó. Những lạm dụng các trẻ vị thành niên là một trong những tội ác hèn hạ và xấu xa nhất. Chúng nhất loạt quét mất những gì là tốt nhất mà cuộc sống dành cho một người vô tội, gây thiệt hại không thể chữa lành cho phần còn lại trong cuộc sống của họ. Tòa Thánh và toàn thể giáo hội đang dấn thân bài trừ và phòng ngừa những tội ác ấy và sự che đậy chúng để kiểm chứng sự thật về các sự kiện, trong đó có các giáo sĩ bị liên lụy và thi hành công lý cho những trẻ vị thành niên đã bị bạo hành tính dục. Các tội ác đó càng trầm trọng hơn do sự lạm dụng quyền bính và lương tâm. Cuộc gặp gỡ của tôi với hàng giám mục trên toàn thế giới vào tháng 2 tới đây muốn là một bước tiến đi xa hơn nữa trong hành trình của giáo hội nhằm làm sáng tỏ hoàn toàn về các sự kiện và thoa dịu những vết thương do các tội ác ấy gây ra. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn bạo hành chống phụ nữ và khẳng định rằng thật là điều đau lòng khi nhận thấy trong các xã hội chúng ta có những vụ bạo hành chống các phụ nữ. Đứng trước tệ nạn lạm dụng thể lý và tâm lý đối với phụ nữ, cần cấp thiết tái khám phá những hình thức quan hệ đúng đắn và quân bình, dựa trên sự tôn trọng và nhìn nhận nhau, trong đó mỗi người có thể biểu lộ một cách trung thực căn tính của mình. Giữa lúc người ta cổ võ một số hình thức xóa bỏ sự khác biệt nam nữ, tạo nên nguy cơ làm biến thái chính bản chất của người nam và người nữ. Cũng trong chiều hướng bênh vực những người yếu thế, Đức Thánh Cha lưu ý về thân phận của nhiều công nhân phải làm việc như nô lệ. Ngài nói, sự quan tâm đến những người yếu thế nhất cũng thúc đẩy chúng ta suy tư về một tai ương khác của thời nay, đó là thân phận của các công nhân. Nếu không được bảo vệ thích đáng, lao công không còn là phương thế nhờ đó con người đạt được thành đạt và nó trở thành một hình thức nô lệ mới.
đứng trước những thách đố thời nay. Thách đố đầu tiên là sự gia tăng phát triển kỹ thuật, tước bỏ nhiều công ăn việc làm và giảm bớt những bảo đảm kinh tế và xã hội cho các công nhân. Tôi cầu mong rằng Tổ chức Quốc tế về Lao động tiếp tục nêu gương về sự đối thoại và đồng thuận để đạt tới những mục tiêu cao quý của mình, vượt lên trên những lợi lộc phe phái. Trong sứ mạng của mình, Tổ chức Quốc tế này được kêu gọi cùng với các thẩm quyền khác của cộng đồng quốc tế đương đầu với cả tệ nạn trẻ em phải lao động và những hình thức nô lệ mới, cũng như sự dần dần giảm sút tiền lương, nhất là tại các nước phát triển, và nạn tiếp tục kỳ thị nữ giới trong các môi trường làm việc. Trong phần kế tiếp của bài diễn văn dài, Đức Thánh Cha bàn đến yếu tố sứ mạng bắc cầu giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình. Hòa bình không phải chỉ được xây dựng bằng chính trị và sự quân bình giữa các lực lượng và các quyền lợi, nhưng còn bằng tinh thần, các ý tưởng và các hoạt động hòa bình nữa. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nói đến hiệp định chấm dứt chiến tranh giữa Ethiopia và Eritrea ký kết trong năm qua, cũng như hiệp định giữa các vị lãnh đạo của Nam Sudan giúp tái lập cuộc sống chung và mở lại hoạt động các tổ chức quốc gia. Đó là dấu chỉ hy vọng cho Phi Châu, nơi vẫn còn những căng thẳng trầm trọng và nạn nghèo đói lan tràn. Đức Thánh Cha cũng đề cao những dấu chỉ tích cực từ bán đảo Triều Tiên và nói rằng, với lòng thiện cảm, Tòa Thánh nhìn các cuộc đối thoại và cầu mong chúng có thể đương đầu với cả những vấn đề phức tạp hơn bằng thái độ xây dựng và dẫn tới những giải pháp chung và lâu dài để đảm bảo một tương lai phát triển và cộng tác cho toàn thể dân tộc Triều Tiên và toàn vùng. Tòa Thánh cũng cầu mong cuộc đối thoại giữa người Israel và Palestine có thể được mở lại để sau cùng đạt tới một thỏa hiệp đáp ứng những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc, bảo đảm sự sống chung giữa hai nước và đạt tới một nền hòa bình từ lâu vẫn được mong đợi. Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Khung cảnh xã hội của Kitô giáo trong hai thế kỷ đầu tiên. Kính thưa quý vị khán giả, từ bài trước chúng tôi đã trình bày khái quát về các giáo phụ. Thời kỳ giáo phụ thường được chia làm hai giai đoạn chính, với dấu mốc là công đồng Nicaea năm 325. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu vào việc học hỏi các giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Kitô giáo không phải là một hệ thống triết học, nhưng là một sứ điệp cứu độ. Vì thế, không thể mong đợi các giáo phụ thuộc giai đoạn này những khảo luận tư tưởng cao siêu. Mà khác, khi loan báo tin mừng, giáo hội gặp phải một khung cảnh thù nghịch từ phía các tôn giáo cổ truyền cũng như từ phía chính quyền Roma. Không lạ gì mà các nhà lãnh đạo giáo hội thường giữ một thái độ tự vệ, với kết quả là nhiều tác phẩm hộ giáo đã ra đời. Để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta nên nhìn lại bối cảnh văn hóa và chính trị của Kitô giáo vào các thế kỷ đầu tiên, được tóm lại vào ba điểm chính. Một là đạo Do Thái, hai các tôn giáo cổ truyền và ba các triết thuyết. Trước hết, chúng ta bắt đầu với đạo Do Thái. Trong những thế kỷ đầu tiên, mối tương quan giữa Kitô giáo với đạo Do Thái rất phức tạp. Một đàng bởi vì đối với người Israel, yếu tố tôn giáo và yếu tố dân tộc gắn liền với nhau. Một người con dân của Israel đương nhiên là phải theo đạo của tổ tiên. Đạo khác, dân tộc Israel đã phải phân tán sau khi đền thờ bị quân đội Roma tàn phá năm 70, khiến cho trung tâm tôn giáo không còn ở Jerusalem nữa. Việc điều hành tôn giáo thuộc về các cộng đoàn địa phương mà đa số sống ở nước ngoài, tại các thành phố lớn của Ai Cập, Hy Lạp và ngay tại thủ đô Roma. Các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu là người Do Thái. Khi thầy còn tại thế, người đã nhiều lần tranh luận với các cấp lãnh đạo Do Thái chung quanh được giải thích sách thánh. Người bị họ giết vì tội phạm thượng, tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sau khi Chúa sống lại, các môn đệ ở Jerusalem vẫn tiếp tục đến đền thờ cầu nguyện.
ông Phaolô đã có lần bắt hạ các môn đệ của Đức Giêsu, nhưng mà sau đó ông được kêu gọi để trở thành người rao giảng tin mừng. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục lui tới các hội đường Do Thái và người Sa-bát để giảng đạo cho họ. Như vậy, các môn đệ tin khởi của Đức Giêsu cũng như Thánh Phaolô không nghĩ rằng mình cần phải từ bỏ đạo Do Thái để theo đạo mới của Chúa Kitô. Về phía người Roma, các Kitô hữu cũng được coi như là một phái của đạo Do Thái. Sách vị đạo này bao gồm nhiều chi phái và phái nhóm, chẳng hạn như Pharisee, Sadducee, Essenio, Qumran, nhóm nhiệt thành, và được đặt dưới một chế độ pháp luật. Vì các Kitô hữu tách rời ra khỏi hội đường Do Thái xảy ra muộn hơn do nhiều lý do khác nhau. Kitô giáo sớm kết nạp cả dân ngoại làm thành viên nước. Dĩ nhiên, đối với người Do Thái thì những người này là người ngoại đạo. Với dòng thời gian, số các tín hữu thuộc dân ngoại càng tăng và lớn hẳn con số các tín hữu gốc Do Thái đến nỗi đã tách rời hẳn khỏi Do Thái giáo, bởi vì họ ý thức rằng Kitô giáo là một tôn giáo mới. Dù sao trước đó, trong nội bộ hội thánh đã nảy ra một cuộc tranh luận, đó là các người dân ngoại gia nhập Kitô giáo có phải tuân giữ các giới luật của Do Thái giáo hay không. Vấn đề này được đưa tới hội nghị Jerusalem. Nhiều sự ra coi như là công đồng đầu tiên của giáo hội được kể lại trong sách Tông đồ Công vụ ở chương 15. Chúng ta biết rằng Thánh Phaolô chủ trương rằng các người thuộc dân ngoại không cần phải gia nhập Do Thái giáo, điển hình qua việc cắt bì để chất có thể trở thành tín đồ của Đức Kitô. Lập trường của Thánh Phaolô còn được quảng diễn trong các thư gửi Galat và Roma, nhấn mạnh tới việc con người được nên công chính nhờ đức tin vào Đức Kitô chứ không phải nhờ việc tuân giữ luật Môsê. Như vậy, xem ra Thánh Phaolô là nhân vật chủ chốt trong việc tách rời các Kitô hữu chủ dân ngoại ra khỏi Do Thái giáo. Sự thực không đơn giản như vậy. Thánh Phaolô hãnh diện về nguồn gốc Do Thái của mình. Trên đường truyền giáo, Thánh Phaolô luôn tìm đến các hội đường Do Thái, nơi họ tụ tập ngày Sa-bát để thuyết giảng cho họ về ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thực hiện nhằm hoàn tất các lời hứa với các tổ phụ. Mặc dù những lời thuyết pháp đó không đưa lại kết quả mong muốn, khiến cho Thánh Phaolô phải đành phải quay sang truyền giáo cho dân ngoại. Nhưng ông tin rằng một ngày nào đó người Do Thái và dân ngoại sẽ đoàn tụ thành một đoàn dân duy nhất của Thiên Chúa. Roma chương 11 câu 25-29. Dù sao không thể nào chối được ảnh hưởng của Do Thái giáo đối với đạo lý phục vụ đời sống kỷ luật của Kitô giáo. Mà ta có thể tóm lại như thế này: Kitô giáo thừa hưởng từ Do Thái giáo toàn bộ sách thánh, ngày nay gọi là cựu ước. Đồng thời các thánh tông đồ cũng áp dụng các phương pháp giải thích kinh thánh của các rabbi, chẳng hạn như nghĩa am dụng hay là mishras. Ngoài ra các trào lưu khải huyền cũng để lại dấu vết trên các sách tân ước. Các thánh tông đồ, các viên là Phaolô, cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của Do Thái giáo trong thái độ cư xử với người ngoại đạo. Tuy người Do Thái ý thức rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn họ làm dân đen của Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi các dân tộc khác. Thiên Chúa yêu thương hết mọi loài người đã dựng nên và đã an bài xếp đặt cho họ nhận biết và yêu mến người. Vậy tác giả trong Cựu Ước nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã mặc khải cho muôn dân qua tiếng nói lương tâm, qua cảnh vật diệu huyền, qua các nền triết học. Vào thời của Đức Giêsu, ông Philo bên Alexandria, ông sinh khoảng năm 25-30 trước Công nguyên và qua đời năm 40-50 sau Công nguyên. Ông Phi-rô cố gắng kết hợp kinh thánh với đấng khôn ngoan của Hy Lạp. Thánh Phaolô có dịp trình bày sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các dân tộc khi diễn giảng tại Lystra và tại Athens. Có lẽ biến cố quan trọng nhất đánh dấu sự ly khai Kitô giáo khỏi đạo Do Thái là sự kiện đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma thiêu hủy ngày 10 tháng 8 năm 70. Việc đánh đạo tôn giáo được chuyển giao từ các tư tế sang cho các kinh sư và pha-ri-siêu. Dưới sự lãnh đạo của ông Johanan ben Zakkai, những người này rút về Jamnia gần Jaffa và tụ họp thành thượng hội đồng mới gồm 72 rabbi. Họ sáng chế phụng tự mới trong các hội đường để thay thế cho phụng tự trong đền thờ. Họ cũng chuyển các lưu truyền thành tác phẩm, xác định một quy định kinh thánh và đạo lý, loại trừ lấy các phe nhóm lạc giáo, nghĩa là không thuộc về nhóm Pharisee. Dĩ nhiên là các Kitô hữu đã bị xếp vào hạng này. Theo tục truyền, các Kitô hữu gốc Do Thái đã rời bỏ Jerusalem trước khi thành phố bị bao vây.
Họ bị đồng bào ghép vào hàng phản động bởi vì đã không tham gia kháng chiến. Theo sử gia Eusebio, sau khi thành phố bị tàn phá, họ đã quay trở về học thành một công đoàn do Simeon, con ông Cleopa làm giám mục, cho tới khi ông này trực tử đạo năm 107. Có người quay coi ông Simeon này là người anh em của Chúa Giêsu theo Marco chương 6 câu 3. Trong Simeon, Eusebio còn ghi lại danh sách của 13 giám mục nữa cho tới thời hoàng đế Hadrianus. Vào cuối thế kỷ thứ nhất và bước sang thế kỷ thứ hai, mối bang giao giữa Hội Thánh với đạo Do Thái trở nên căng thẳng xét về cả hai phía. Trước hết là thái độ người Do Thái đối với Kitô giáo. Trước mặt nhà cầm quyền Roma, các Kitô hữu chỉ là một phe nhóm của đạo Do Thái. Ông Phaolô đã phải biện minh trước mặt tổng trấn Felix rằng các tín đồ Kitô thuộc về một đạo chứ không phải là một nhóm của Do Thái. Sách Tông đồ Công vụ chương 24 câu 14. Dù vậy, khi hoàng đế Claudio trục xuất các người Do Thái ra khỏi thành phố Roma, thì các Kitô hữu cũng bị chi phối bởi biện pháp đó. Sách Tông đồ Công vụ chương 18 câu 2 đến câu 4. Tuy nhiên, trong cuộc hỏa hoạn Roma năm 64, hoàng đế Nero trút tội đến các Kitô hữu. Như vậy phải hiểu là chính quyền đã coi Kitô giáo là một đạo khác với đạo Do Thái. Nhưng mà trước chưa là trong các lời bách hại về phía nhà cầm quyền Roma, các Kitô hữu bị ghép vào những tội trạng trước đây vốn dành cho người Do Thái, chẳng hạn như là vô thần bởi vì không chịu dâng hương tế thần linh, thù nghịch với nhân loại bởi vì không chịu tham gia các cuộc truy hoan. Có người sẽ đặt câu hỏi, tại sao bây giờ các Kitô hữu bị bách hại còn các người Do Thái lại được yên thân? Phải chăng người Do Thái đã bỏ tiền mua chuộc các quan chức để họ truy nã các Kitô hữu bị ghép vào tội phản động? Chúng tôi sẽ tiếp ở trong bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.